quý vị ơi, đây là gian hàng dừa cuốn chín rau nè quý vị nha. Em đi buổi trưa nè, bán cũng gần hết rồi, cũng rất đông luôn nha. Không đem về á. Đem về hả? Hôm nay bán gần hết luôn hả chín rau? Dạ. Hôm nay bán hết sớm vậy? Dạ bán gần hết à. Từ đầu cái này từ nay kia hả? Khách bếp đó, khách bếp á. Ủa trời trời nắng là nó có lên giá không? Không mà đến nắng dừa nó hình như nó mắc kìa, hơn dừa ok nè kìa chú kìa. Tại mình lấy cái giá chết. Bù qua sớt lại hả? Lấy giá chết mùa nắng mùa mưa thì cũng giống nhau một giá một. Một ly đem về đúng không? Cho nên là hai ly. Rồi bán dừa mà rất là đông luôn. Cứ vậy nha, sáng giờ bán quá trời nè. Có cái không? Có. Không được một cái. Mỗi con chai là một ly hả? Hai ly. Hai ly luôn hả? Ít đường. À, ít đường không? Là mình ít ra đường hay là mình ít lấy đường? Ít bỏ đường. À ít bỏ đường ha. Bán là bán đây còn điều kiện nữa. Nắng không mệt hay sao? Giỡn nữa. Phải giỡn chứ. Đây, gương mặt của cố nghệ sĩ chánh tính. Không chưa được. Đấy hả? Mấy gái của anh hả? Xe ôm không lo chạy xe ôm mà ngồi đây suốt vậy. Khách hàng thân thiết á. À, 2 với 2 là 4. 4 với 1 là 5. Đây nè quý vị, ông bán sáng giờ còn chỉ tầm khoảng 50 trái quý vị nha. Trời ơi. Còn chắc còn 60 à. Hết dừa sim xanh rồi. Bán dừa nổi tiếng mà. Hôm nay tiếng qua tới Mỹ, Úc, Canada. Nghe nè, chút xíu được không? Chút xíu. Có chút xíu đem qua được không? Có mối. Rồi rồi ok ok. Rồi. Cho một trái kiểm tra. Mà không kịp thở luôn quý vị. Thứ gì vậy loại? Một trái giặt mặt uống ha. Đây trái, đây trái, đây cái này là trái. Đi hai ly. Cái này mười mấy vậy? 14. Hai vợ chồng mà bán không kịp luôn. Chị uống dừa đây lâu chưa chị? Lâu lắm rồi em. Lâu lắm rồi hả? Từ khi hai chồng này chưa có con. Mẹ con mười mấy tuổi rồi? 14 tuổi. Có không chặt lỡ chặt trái rồi. Ừ. Vậy hả? Rồi vậy chạy em xíu nha. Ừ, có nhỏ luôn. Rồi, rồi 2 ly có cơm, cá đường. Cái chị mấy ly vậy? Cho hả? Nhớ vào kênh Mình Định Giống Yêu cho một lượt đăng ký nha. 2 ly. Bây giờ mua hàng rồi quay phim mình được tặng hả? Có, chỉ có khách hàng thân thiết. Bé nhỏ này nè là khách hàng thân thiết đây á. Chọc cho vui thôi chứ. Có mười mấy ngàn vậy. Ông nói nãy giờ ông than nó trời nắng vừa đắt mà ông không lên giá kìa. Không thì mà đâu lên giá. Vừa đổ kìa. Vẫn 15 ngàn. Chứ mùa mưa nó rẻ mà ông bán giá ông nói vậy. Đâu có một giá một à.
bán mấy năm là một giá vậy? Nay hồi lúc có nhỏ tới giờ mà. Lời trường có nhỏ tới giờ. Cả đường. Giờ có đứa lớn hơn rồi. Chị uống ngọt đúng không? Thấy cùng một hai trái xem giặt cái mặt không? Đem về uống hả? Đây là coconut cho quý vị nha. Đó. À, cho cô ngọt nhé. Này cái này con ngâm đường rồi. Được không? Lỡ tay ngâm hơi nhiều. Ta nói ông đẹp như ngộ nghệ sĩ, cố nghệ sĩ chánh tính mà chị thấy ông đẹp không? Cô 25 ngàn. Ông túc lên ông cũng đẹp chứ bộ. Một ly không đã. Xong rồi nè, bỏ đá nó xong rồi nè. Quý vị mà đi ngang không thấy không vô hẻm á. Trời. Nào, trả hết đi. Trả đi. Chỗ đây cách nhau có 50 mét mà 3 xe giờ luôn quý vị. Rồi, bên kia cũng có nè. Bên kia hôm nay có xuất hiện luôn. Ở phía sau lưng của Bình Định cũng có một xe. Yeah. Ở đây là ông chính là du lịch. Lấy em ba chai dừa Mỹ nữa. Có dừa Mỹ luôn hả? Không đá không được. Bạn lấy dừa Mỹ được đi. Ba trái dừa Mỹ. Em hết rồi. Mai đi. Dừa, dừa Mỹ là dừa xiêm xanh hả? Không có. Không có. Không thể cái nào hết nó hết chứ còn bán vậy để làm gì? Mai đi, mai ghé em đưa cho. Tự nhiên dạ. Một hơi là hết luôn rồi. Xong rồi giờ trả cái ai luôn. Ngộ ha. Bán một hơi vậy xong rồi đứng đặt kìa. Ủa sao bà biết ta? Ai? Chị đó. Chị Mỹ hả? Ừ. Bà uống hoài mà. Mẹ uống hoài mà. Ủa vừa đó ngon hơn xiêm xanh không? Nó ngon hơn nhiều. Vậy dừa mình thái vậy chứ nó nhiều loại dừa lắm, người ta bán người ta mới rành được. Ở ngoài đường thì người ta bán dừa xô sao nó rẻ hơn, ở đây dừa không tuyển chọn nè. 12 ngàn, 13 ngàn trái còn ly 15 ngàn. Con đi dọn xuống bớt cái dừa. Ê, trời ơi, chút xíu vô đầu tôi ba. Trời đất ơi, tính hại tôi hay gì vậy? Lấy tiền chứ giờ sáng giờ bán mấy triệu bạc. Mấy triệu bạc cái gì? Ngày nào cũng vậy mà Bình Định. Ngày làm thì chừng nào làm hết nổi thì tính sao? Ráng còn trẻ còn làm, già gì làm gì nổi. Đúng. 55 tuổi làm gì nổi. Giờ ráng làm đi. Kệ nó, ai nói gì nói, ai chửi gì chửi. Kệ. Sống cho mình đi. Không có quan tâm gì hết. Ông bán cho tầm còn tầm khoảng 40-50 trái quý vị. Hết rồi.
Ủa vừa ra ở Bến Tre hay là ở Tiền Giang vậy? Này vừa Bến Tre không đâu Tiền Giang ba. Có thể nào nhập vừa Bình Định tôi không? Nam Quang không? Có chứ. Trời ơi vừa Bình Định hả đem dục. Dục ông dục á, vừa Bình Định nổi tiếng. Nổi tiếng được cái Bình Định thôi, cái giờ cái khu vực đẹp thôi chứ cái vừa ngon lành. Mấy ly nhỏ? Một ly không đường không đá, không cái. Này cho vừa bịch luôn phải không? Ừ. Mà lấy cái ly khác đi bỏ đi là làm cho em. Làm cho em mấy chứ. Ly? Một ly với một trái uống liền. Không đường, không đá, không cơm hả? Chị đem ly nước kìa. Đừng đứng sau lưng em chị. Em đi nước không nữa nha. Rồi trái lạnh. Cho một ly nước. Đá đường không? Hồi nãy mua đá rồi mà tới giờ chị không lấy. Đây nè. Một ly á. Rồi cho chị ly nước với đá. Dạ bán quá trời bán luôn. 25 tiền. Ba nhát không có gì à. Ở đây người ta hai bên đường bán quá trời, kia là chúng bán cam, chúng trồng sống hồi xưa nè quý vị nha, mà không bán được lắm. Rồi hết vừa ly rồi đó. Trái hả chú? Ờ người ta có chồng rồi mà. Đó, tùy theo. Dạ, ở đây có bóng cây, ở bển đâu có bóng cây đâu chú. Đó, quý vị thấy chị dừa không? Bán mà không gớt cái tay luôn. Gì? Dạ không chú, không cần. Con không quan tâm cái vụ đó. Ông trả có 3 triệu clip đó. Nói người ta tưởng thiệt nè. Này cũng khoái vô TikTok chi ta. Trong đó có cái gì đâu. Nó vui. Không có gì để vui. Tôi thấy người nhà trẻ em, ông không chơi với em chơi là ông ghiền luôn á. Trời ơi. Tôi ông cũng ghiền kìa. Xàm xí đú thấy mẹ luôn. Thầy coi xàm xí đú mới vui đó. Có gì để vui người ta làm để người ta coi người ta giải trí là để người ta đầu óc người ta thư giãn của nó vui. Thì xàm xí đú nó mới giải trí chứ còn không, thường ai mà coi. Người ta coi. TikTok người ta bán hàng nên nói cũng được nữa. Ta thấy hàng là ta biết địa điểm thôi lại. Ông cố luận sĩ ông tiếp thu cái mới mà còn nói nữa. Ừ, cái đồ. Người mà không biết tiếp thu cái đồ mới. Quỷ, cái đồ quỷ. Cũ kỹ. Không biết cái TikTok. TikTok còn ít chơi lắm. Nhiều đứa nó chơi. Dạ, cho con dạ. Của chú 14. Thôi chú 10.000. Bán hết rồi quý vị ơi. Lát đi về nhà thì đem qua cho nó 10 bịch. Ai? Không giờ trả nghĩa. Cái đây hết vừa rồi.